Chào các bạn yêu quý ơi, hôm nay lại một lô hàng từ Tây Ban Nha về rất là xinh luôn. Bởi vậy mình sẽ quay một clip siêu ngắn cho các bạn xem nha. Thì đây là cái chiếc hàng về ạ. Rồi mời cả nhà cùng xem nha. Đây là những em nào nè. Đây, đây là những em IC ạ. Mời cả nhà cùng xem với mình nha. Đây là một em IC có chiều cao như thế này ạ. Hai găng tay, đó là 40cm nha. Em này thì có cái tông hồng như thế này ạ. Và có áo quần rất là xinh luôn. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng đẹp của em. Full móc là như thế này ạ. Full móc là như thế này nha. Đây rất là xinh luôn. AC ạ, đến từ Tây Ban Nha. Body là thân nhựa luôn. Một mẫu đầu tiên. Mẫu thứ hai chính là cô bé này. Cô bé này cả nhà thấy nha, cô bé này rất là xinh luôn nè. Đó, có mái tóc màu hơi hung đỏ nè. Cái mắt màu tàn nhang nè, cái màu má màu tàn nhang nè. Rồi đây nữa nè, siêu cute luôn. Em này rất là hot luôn đấy cả nhà ơi. Bộ đồ nè, rồi bạn có thể thấy cái body cũng rất là xinh luôn. Cô này nè, thật rất là fashionista nhá. Cái thời trang rất là xinh xắn luôn. Hàng tem hãng đầy đủ luôn. Cả nhà có thấy đáng yêu không nào? Rất là đáng yêu luôn. Rồi một cô nàng nữa đó, nguyên một couple nè. Bên mình đã nhập là nhập couple, nhập nhiều chứ không có nhập lẻ đâu. Nhập lên nhập nhiều luôn đấy. Cả nhà có yêu thích cốc bê không thì hãy follow kênh của mình nha. Rất là nhiều mẫu mã xinh xắn luôn và về hàng tuần luôn ấy ạ. Như trong tuần này là về tới mấy chục ký hàng từ Tây Ban Nha. Rồi một cô bé này AC luôn nè. Có mái tóc như thế này thì trong quá trình vận chuyển thì nó hơi xù thôi, thì mình vuốt thì sẽ thẳng. Đặc biệt của những mái tóc này á là chỉ cần chải nhẹ và gội và xả là tóc sẽ suôn mềm thôi, nên bạn không có cần phải yên tâm, không cần phải lo lắng nha, cứ yên tâm ạ. Đây mình rẽ ra cả nhà thấy cái sớ tóc nha. Body em này đó, mỗi em thì có cái màu mắt khác nhau và có bộ thời trang khác nhau, bởi vậy nên mình thích cái style nào thì mình chọn em đó ạ. Một em rất là cute hạt me xinh xỉu luôn. Và em này rất là style chất ngất nha. Phong cách mùa đông nè. Đó, phong cách mùa đông có bộ đồ nè. Môi mắt rất là xinh xắn luôn. Rất là xinh, cực kỳ xinh luôn. Có vớ chân, đó, như thế này nè. Đó, rất là xinh luôn. Đáng yêu cực kỳ, đáng yêu cực kỳ. Cô nàng này ha, nhìn rất là cá tính luôn nha. Cô thì nét hiền, cô thì nét cá tính. Với em này thì rất là cá tính luôn. Và bộ đồ nào cũng rất là phong cách và rất là xinh nè. Cô nàng này có mái tóc lăn xăng màu vàng ha. Có mái ngố nữa nè. Nó rất là xinh luôn. Nhìn rất là đáng yêu luôn ha cả nhà ơi. Đây ạ, AC 40cm. Thân nhựa vinyl hoàn toàn luôn. Chất nhựa cũng cứng cáp hơn so với Polagena ạ. Thì đây mình bóp cho cả nhà xem nè. Đây ạ, nó như thế này, nó rất là xinh nha. Gì? Hôm nay mình về tới tận 6 mẫu AC luôn ấy ạ. Đó, đây cô nàng này nữa, rất là xinh nhé. Và phong cách em bé thì có bé này. Bé này. Phong cách em bé. Bé này cái mặt ngầu thế không biết nữa. Body nhựa, mình toàn nhập là body nhựa, đợt này nhập body nhựa vinyl nè. Đó, chất liệu nhựa như thế này. Để xem ở dưới đây có gì không? Ai chết cha. Các bạn không biết có ai thấy không? Ủa, mà sao bận bộ đồ như là bé gái thế nhỉ? Ủa, có gì nhầm lẫn không? Sao bộ đồ như bé gái mà lại... Hả? Bộ đồ này bộ đồ đầm bé gái mà. Mà sao lại có cái phần của bé trai? Cực kỳ thắc mắc luôn rồi. Bộ đồ này đồ bé gái mà. Không thể nào tưởng tượng được. Hãng chơi kỳ quá hãng ơi. Để xem người này. Người này. Người này bé gái. Hồng bé gái. Người này là bé gái. Cô bé gái. Hồng mùa đông. Có ti giả. Có kẹp ti luôn. Ôi chào xinh quá. Hàng AC nha. Nice. Nay có mấy mẫu. Nay đợt này về được mấy mẫu mới. Có mẫu mới nào là mình mua mẫu đó. Đây, một cái màu hồng nhạt rất là xinh. Bên mình đang bán đồng giá 870.000 nha. Đây là những cô nàng cao 32cm ạ. Cũng nhựa thơm luôn và cũng phu hồng ở má, ở bụng, đó, ở đầu gối rất là xinh ha. Đó, mỗi cô có một nét cá tính khác nhau. Nay đợt này về mình còn bé này nữa, còn cái mấy bé nữa nha, bé xù nữa.
V-Line. Đợt này về hàng tóc V-Line rất là nhiều ạ. Đây V-Line, V-Line. Rồi còn vài bé nice nữa nè để mình khui tiếp nha. Đợt này về có bao nhiêu mẫu này? Có 6 mẫu này. Nice O'Neil. Hàng sản xuất tại Tây Ban Nha luôn ạ. Đây bé này thì như thế này. Đó, tóc V-Line nè, coi nè. Đã không cả nhà ơi? Siêu đã luôn nha. Đây quá ư là đẹp luôn. Cô bạn này thì nhìn rất là hài hước và cá tính ha. Tóc xù lên luôn. Đây tóc siêu xù luôn. Tóc bông xù. Rất là relax khi mà đụng vào cái xứ tóc này của em này nha. Cô nàng này là tóc hồng, tóc tím hai bên. Cô nàng này đã về bên mình mấy lần rồi ạ? Đợt này về thì có những cô nàng Carol nè, Ballerina Carol về được mấy bé luôn nè. Đợt này về tóc dài, xu dài rất là nhiều hai cả nhà. Hiện giờ Carol những cái mẫu này bên mình bán trong giá 700 á, chính sách giá rất là ok luôn. Bên mình là vẫn là nhà bán lẻ à, nhưng mà mình vẫn bán cái giá bằng cái nơi khác, người ta nhập với cái giá sỉ mà số lượng tốt hơn. Ở mình vẫn là nhà bán lẻ nha các bạn. Ở Việt Nam thì có những cái trung tâm thương mại người ta vẫn có những cái dòng này, tuy nhiên thì chắc chắn là số lượng mẫu mã đảm bảo rằng nó ít hơn so với bên mình. Bên mình luôn trữ hàng những cái mặt này lên tới 30 mặt bé Paulatina luôn ấy ạ. Thông thường là lên tới 30 mặt khác nhau của những cô nàng này ạ. Còn các bạn có thể thấy những nơi khác họ vẫn có, tuy nhiên cái số lượng mặt họ trữ ít hơn bên mình nha. Nên bên mình bán 700 mà thực sự là giá mình cũng rất là sát luôn ấy ạ. Rồi đây là những cô nàng mới nha, để coi cô nàng này cũng đều gọi chung là Amiga đều được nha. Đó bạn có thể thấy hai cô nàng có đều tóc dài như nhau, một cô nàng tóc đen và một cô nàng tóc nâu. Thì các bạn tóc đen này lúc trước mình đã về mấy lần rồi. Thì các bạn tóc đen này mắt thì cũng sẽ đen hơn nè. Đó, còn bạn tóc nâu nè, mắt thì đó nâu hơn đó. Tóc nâu và mắt nâu, tóc đen và mắt đen thì bạn này cũng là bạn đã từng về mấy lần rồi. Rồi đợt này về có những cô bé cute hạt men như thế này nữa nè. Đây, đây là những cô nàng của hãng Barista ha, thì size cỡ 15 cm thôi. Đó, rất là nhỏ nhắn xinh xắn ạ. Đó, nhỏ nhắn xinh xắn, có hộp đầy đủ luôn ha cả nhà. Đây nữa nè, bé bông xù hả, bé bông xù. Bông xù dễ cưng quá trời luôn. Bé này nữa, dễ cưng quá trời luôn. Ui, cô bé xanh thỏ nè, quá trời yêu luôn nha. Bé xanh đồ len nè, quá trời yêu luôn. Ui, nguyên một bộ sưu tập này đáng yêu quá chừng luôn á. Quá yêu luôn cả nhà. À đây nữa, một cô nàng IC cuối cùng. Rồi, clip của mình hôm nay mình đã quay hết cái lô hàng về. Đây bạn có thể thấy nha, rất là hỗn độn luôn. Bây giờ mình sẽ xếp ra và mình sẽ chụp hình. Đảm bảo rằng các bạn sẽ thấy rằng quá trời là đẹp luôn ha. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Và hẹn gặp lại ở những bức hình, những clip sau ạ. Chào cả nhà.